căn nhà mới. Ở trong sâu đó có 4 cây sắt vuông bự này hả? 5 cây. Ừ, 5 bự anh ấy nhớ 5 cây mà. Cây giấy ha. Chị đưa giấy cho anh kiểm lại cây của mẹ chị em chị. Đây có điểm cây hay không? Có em đi. Đủ ha. Rồi cần chỉ trả 6 triệu còn nhiêu là anh trả? Căn nhà này nó quá bé, nó bị sập hết một lần rồi chống chọi trở lại. Cho con bé này. Quốc đỏ ao vậy ha. Dạ. Đẹp quá, đẹp không? Đây là mua điệu dân tộc cái gì mà mặc đồ mẫu người Chàm không ạ? Ăn độ có gàng mà mỗi ăn độ mà ta, anh cứ đi ăn độ nên anh biết nè nhờ mình ăn độ. Làm chừng vài chục cái được rồi, còn như để lại mọi người phát. Giống như là bài giải cũ.
cái này cho nên nhìn thấy cái này. Chị muốn mình mong có cho tiền cho bà kìa, mình muốn quá muốn. Trước có lên mà dự buổi tối, dự tới 7 giờ mấy, 8 giờ mới về nhà, chạy về tới ngoài. Lúc đó cái trường mầm non ở trên kia, trên lầu bự á. Trường nào? Trường trên lầu bự á. Trường trên lầu lớn đó phải không? À. Làm cái nọ hả? Lúc đó cái cô đó tôi làm, hiệu trưởng trường đó đó. Cô đang làm nguyện thu đó, chị Cẩm á. À,
chị chọn à. Là món trường nào trường được chương trình đó đó chị chọn nó là xin lỗi con là thế lấy cái năm đầu tiên á, năm đầu tiên là chú chị diễn về lúc anh có vô chương trình có gì chương trình buổi tối